xin chào tất cả các em học sinh đã quay trở lại với bài giảng của cô. Thì ở bài giảng trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về vấn đề đó chính là từ phổ được sức từ. Thì các em cũng đã quan sát được hình ảnh của đường sức từ của một số loại nam châm đặc biệt, ví dụ như nam châm thẳng, nam châm chữ U. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vận dụng những cái kiến thức đó để có thể là làm được các bài tập về nhà mà cô đã giao. Bài tập đầu tiên, chiều đường sức từ của hai nam châm được cho như hình bên Nhìn hình vẽ thì các em hãy cho biết tên của các từ cực của nam châm. Thì trong những cái trong bài này thì đầu bài người ta đã cho chúng ta được là chiều của đường sức và yêu cầu chúng ta hãy xác định chiều của nam châm. Cô sẽ vẽ lại hình như sau. Trong cái trường hợp thứ nhất, đây là một nam châm thẳng. Và nam châm thẳng này thì chưa biết cực của nó, nhưng ta lại biết chiều của đường sức. Nó đang đi vào đầu A, đường sức đang đi vào đầu A và đi ra khỏi đầu B. Thì để làm được bài tập này thì chúng ta sẽ vận dụng cái quy tắc đó chính là chiều của đường sức có chiều sao cho nó đi vào cực Nam và đi ra khỏi cực Bắc. Ra Bắc. Vào Nam. Thì ở đây ta thấy các đường sức đang đi vào điểm A, cực A đúng không nào? Nên cực A của chúng ta chính là cực Nam và ký hiệu bởi chữ S. Còn ở phía cực điểm B, các đường sức đang đi ra nên ở điểm B này, cực của chúng ta chính là cực bắc. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ áp dụng để có thể xác định được chiều của đường sức đối với trường hợp là 500 triệu U. 500 chữ -U. U sẽ có đặc điểm là các đường sức nằm trong khoảng giữa hai cực của nam châm là những đường thẳng song song và cách đều nhau ở phía bên cực thứ nhất này. Đây là cực 1, đây là cực 2. Cực thứ nhất thì các đường sức của chúng ta đã đang đi vào trong. Còn ở phía bên cực thứ hai thì các đường sức là đang đi ra. Được chưa ạ? Vậy chúng ta cũng áp dụng cái quy tắc chiều của đường sức là ra khỏi cực Bắc, đi vào cực Nam. Ở phía cực số 1, các đường sức đang đi vào nên cực số 1 này chính là cực Nam. Còn cực số 2, các đường sức đang đi ra nên số 2 này, cực của Nam Châm chính là cực Bắc. Vậy là chúng ta đã xác định được cực của Nam Châm dựa trên cái quy tắc mà chúng ta đã học từ bài trước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau là chuyển sang bài tập thứ hai. Các em hãy quan sát cho cô bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu như sau. Trên hình bên, lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt ở điểm nào là mạnh nhất? A điểm số 1, B điểm 2, C điểm 3 và D điểm 4. Thì để làm được bài này thì các em cũng đã biết nếu mà những cái vùng nào đường sức từ của chúng ta càng mau thì nơi đó từ trường sẽ càng mạnh. Còn những cái vùng nào mà có đường sức từ càng thưa thì nơi đó từ trường sẽ càng yếu. Ở đây chúng ta có thể đưa ra một cái nhận xét đó chính là ở hai cực của nam châm đường sức đang được sắp xếp với nhau là mau nhất đúng nào nên ở hai cực của nam châm từ trường sẽ là mạnh nhất. Ta lại quan sát thấy điểm số bột chính là nằm ở gần phía cực của nam châm nhất vậy nên chúng ta sẽ có thể kết luận được ở điểm 1 từ trường sẽ là mạnh nhất. Đáp án của bài 2 này chính là câu A. Và trên đây là chúng ta đã cùng nhau giải quyết được hai bài tập về nhà mà cô đã giao cho các em từ buổi trước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang bài học ngày hôm nay. Thì ở bài học trước thì chúng ta đã quan sát được từ phổ đường sức từ của một số nam châm đặc biệt là nam châm thẳng và nam châm chữ U. Vậy thì từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua sẽ có hình dạng như thế nào? đường sức của nó sẽ được minh họa như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Vấn đề số 4, từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. Thứ nhất là chúng ta cũng sẽ làm cái thí nghiệm để có thể quan sát được từ phổ mà do cái ống dây có dòng điện chạy qua. để làm thí nghiệm này thì chúng ta cũng tiến hành tương tự đối với thí nghiệm mà các em đã được học ở bài trước. Cô cũng sử dụng các mạt sắt, tác đều lên một cái bề mặt của một cái tấm nhựa trong. Tiếp theo, cô cái bề mặt của tấm nhựa này có luôn các có luôn các dây dẫn điện của chúng ta và được quấn thành một ống dây dẫn, được chưa? Các em có thể quan sát như trên hình. Khi cô gõ nhẹ lên bề mặt của tấm nhựa này thì thấy rằng các mặt sắt của cô cũng được sắp xếp thành những cái đường xác định. Và các em có thể quan sát rõ hơn. Và khi cô sử dụng những cái đường sức từ này để có thể minh họa được từ phổ thì ta thu được hình như hình vẽ. Đây, các đường sức của chúng ta cũng là những cái đường cong khép kín đúng không nào? Vậy khi các em quan sát được hình ảnh đường sức do ống dây có dòng điện chạy qua gây nên thì các em thấy có điều gì Các em thấy có giống với đường sức của một cái nam châm nào mà chúng ta đã được học không nhỉ à Đúng rồi thấy gần giống với đường sức do nam châm thẳng gây ra đúng không nào vậy nên để có thể nghiên cứu sâu hơn chúng ta sẽ làm một cái bảng so sánh là một sự so sánh giữa đường sức của từ trường do ống dây mang dòng điện chạy qua gây nên và từ trường do nam châm thẳng gây nên. Thế các em hãy quan sát cho cô. Hình thứ nhất là hình biểu diễn từ phổ. Hình thứ hai là hình biểu diễn đường sức. Các em hãy quan sát thật kỹ để chúng ta có thể nêu ra được cái kết luận Cái nhận xét thứ nhất thì sẽ là nhận xét về hình dạng của từ phổ, nhận xét thứ hai là hình dạng của đường sức. Đối với riêng đối với đường sức của ống dây thì có những cái đường sức sẽ đi xuyên qua lòng ống dây đúng không nào? Đây, chúng ta sẽ quan tâm đến đường sức ở bên trong lòng ống dây và đường sức ở ngoài ống dây. Nó có gì giống và khác so với đường sức từ do nam châm thẳng gây nên? và các em hãy so sánh từ phổ này đường sức từ của nam châm và ống dây cho cô chúng ta hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi này thì sau khi quan sát thì cô có đã tổng hợp lại thành cái bảng sau đây đối với ống dây có dòng điện chạy qua thì từ phổ sẽ có dạng là chia làm hai phần này bên ngoài thì các mặt sắt đã được sắp xếp thành những đường cong khép kín còn ở bên trong lòng ống dây thì mặt sắt lại được sắp xếp gần như là song song với nhau còn phía nam châm thì mặt sắt lại được sắp xếp thành những đường cong khép kín còn về đường sức thì sao đối với ống dây đường sức cũng chia làm hai phần này phía bên ngoài nó cũng là những đường cong và đi ra từ cực bắc của ống dây đi vào cực nam Còn phía bên trong của ống dây thì nó lại là những đường thẳng song song, cách đều nhau và dọc theo trục của ống dây. Và bên này là phía nam châm, thì chúng ta cũng quan tâm là chúng ta đã cùng khảo sát biết được đường sức của nam châm là những đường cong đi ra từ cực bắc và đi vào cực nam của nam châm. Thì nhìn vào bảng này, ta thấy được đó chính là từ phổ cũng như là đường sức của ống dây có dòng điện chạy qua, chúng sẽ có những cái đường sức ở phía bên ngoài là giống với đường sức của nam châm thẳng đúng không nào? Còn phần đường sức ở bên trong ống dây thì nó lại là những đường thẳng song song và cách đều nhau dọc theo trục của ống dây. Từ đây thì chúng ta sẽ đưa ra được cái kết luận sau. Về đường sức của ống dây có dòng điện chạy qua thì các em cũng cần nắm được cho cô Hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là về hình dạng của đường sức và nội dung thứ hai là về chiều của đường sức. Hình dạng của đường sức sẽ chia làm làm hai phần. Phần đường sức nằm bên ngoài ống dây thì nó có dạng là đường cong khép kín. Còn phần đường sức đi vào trong lòng ống dây thì nó lại có dạng là những đường thẳng gần như được sắp xếp song song với nhau. Về chiều thì sao? Chiều của đường sức cũng chiều của đường sức đối với trường hợp là ống dây có dòng điện chạy qua cũng tuân theo cái quy tắc đó chính là ra khỏi cực bắc và đi vào cực nam. Như các em quan sát thấy. Đây ạ. Ống dây của cô có các đường sức là đang đi vào cái cực phía bên trái đúng không nào? Nên cái phía bên trái của ống dây chính là cực nam à cực bắc của nó và sau khi chúng ta đã hoàn thành được cái bảng trên đây thì chúng ta cần thu được cái kết luận sau đây về đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua các em có thể quan sát cho cô thấy đây chính là hình dạng của đường sức từ đối với trường hợp là ống dây có dòng điện chạy qua bên ngoài ống dây các đường sức cũng được sắp xếp thành những đường cong khép kín và nó cũng có chiều tuân theo là chiều ra khỏi cực bắc là cực bắc của ống này và đi vào cực nam của ống đúng nào còn trong lòng ống dây thì các đường sức sẽ được sắp xếp là thành những đường thẳng song song và cách đều nhau dọc nằm dọc theo ống dây vậy nên chúng ta sẽ thu được cái sơ đồ tổng hợp như sau Đường sức của ống dây có dòng điện chạy qua, các em cần nắm được cho cô hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất về hình dạng và đặc điểm thứ hai là về chiều của đường sức. Hình dạng thì chúng ta cũng chia ra làm hai phần. Phần đường sức phía bên ngoài ống dây là những đường cong khép kín. Còn phần đường sức nằm trong lòng ống dây sẽ được sắp xếp gần như là song song với nhau. Về chiều nó cũng tuân theo quy tắc là ra bắc vào nam. Chiều của đường sức sẽ đi ra khỏi cực bắc của ống dây và đi vào cực nam của ống dây. Đây, chúng ta có thể quan sát trên. Đây trên đây là toàn bộ những cái nội dung liên quan đến đường sức của ống dây có dòng điện chạy qua. Các em hãy cố gắng là ghi nhớ cho cô những cái nội dung này. Và bây giờ cô có một cái thí nghiệm như sau. Đầu tiên cô có một cô sẽ cho một cái dòng điện đi qua ống dây này và dòng điện có chiều như hình vẽ thì cô xác định được chiều của đường sức như trên. Được chưa ạ? Và từ đó cô thấy là ống dây của cô sẽ có cực bắc nằm phía bên phải và cực nam nằm phía bên trái. Sau đó cô đổi chiều của dòng điện Tức là bây giờ dòng điện sẽ đi khoảng, ưng ra khỏi cực dương là nằm phía bên phải đúng không nào? Và chiều của dòng điện sẽ có chiều như trên thì thấy rằng cực của ống dây đã bị thay đổi. Lúc này cực bắc lại nằm phía bên trái và cực nam nằm phía bên phải. Vậy thì phải chăng chiều của đường sức từ của ống dây đã phụ thuộc vào chiều của dòng điện đúng không nào? rồi Và nó phụ thuộc như thế nào? Làm thế nào chúng ta khi mà biết được chiều của dòng điện ta có thể xác định được chiều của đường sức thì chúng ta sẽ vận dụng dựa vào cái quy tắc gọi người ta gọi là quy tắc bàn tay phải. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cái quy tắc bàn tay phải này. Các em hãy quan sát cho cô. Quy tắc bàn tay phải được phát biểu như sau. Nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho bốn ngón tay hướng theo chiều của dọc điện. Các em hãy cùng thực hiện với cô. Bây giờ giả sử như là cô đã biết chiều của dòng điện, có chiều như hình vẽ, được chưa? Các dòng điện trên các vòng dây dẫn đang có chiều là hướng xuống đúng không nào? Nên cô sẽ đặt bàn tay phải như thế này, sao cho chiều từ cổ tay này đến ngón tay chỉ chiều của dòng điện, đây. ta cứ coi như các ngón tay của chúng ta như là những cái mũi tên chỉ chiều dòng điện đang đi xuống. Được chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ thấy một cái ngón cái trải ra 90 độ. Thì cái ngón cái này sẽ là chỉ chiều của đường sức. Vậy nên, khi ta đã đạt chuẩn cái chiều của dòng điện, ta thấy ngón cái trải ra phía bên phải đúng không nào? Nên đường sức sẽ là đi từ trái sang phải. Đây, như các em đã xác định như trên. Và khi chúng ta đã xác định được chiều của đường sức thì các em cũng hoàn toàn có thể xác định được cực của ống dây này vậy thì cái phía bên này của chúng ta phía bên trái cực sẽ là cực nam còn phía bên phải là cực bắc rồi cái quy tắc này rất là quan trọng để chúng ta có thể xác định chiều của đường sức hoặc là chiều của dòng điện chúng ta sẽ phát biểu lại quy tắc như sau đặt bàn tay phải nắm bàn tay phải rồi đặt sao cho ngón tay hướng theo chiều của dòng điện. Chiều từ cổ tay này đến ngón tay chỉ chiều dòng điện. Ngón cái trãi ra 90 độ sẽ chỉ chiều của đường sức trong lòng ống dây. Được chưa ạ? Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái quy tắc bàn tay phải này để có thể giải quyết được những bài tập vận dụng sau đây. Các em hãy quan sát cho cô. Trong ống dây AB có dòng điện chạy qua một nam châm thử đặt ở đầu b, đây là nam châm thử. Khi đường yên nằm định hướng như hình dưới, hãy xác định tên của các từ cực của ống dây. thì chúng ta sẽ phân tích đề bài này như sau. để có xác định để có thể xác định được từ cực của ống dây thì chúng ta cần phải xác định được là chiều của đường sức Muốn xác định được chiều của đường sức thì các em lại cần phải xác định được cho cô. Đó chính là à chiều của dòng điện. đây là cái mức để làm mọi bài tập liên quan đến việc là xác định chiều của đường sức hoặc là chiều của dòng điện, chiều của dòng điện. Để có thể từ chiều dòng điện muốn xác định được chiều của đường sức thì chúng ta sẽ vận dụng quy tắc bàn tay phải. Từ chiều của đường sức muốn xác định được cực của ống dây thì các em sẽ sử dụng cho cô cái quy tắc là ra bắc vào nam. được chưa? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát đấy. thì ở đây người ta đã cho một cái kim nam châm thử đặt vào vùng từ trường của ống dây có dây có dòng điện chạy qua gây nên đúng không nào? Bây giờ chúng ta có thể là vẽ minh họa cái đường sức dọc theo cái 500, kim nam 500 châm này. Các em nhớ lại cho cô cái kiến thức liên quan đến bay trước. Ta biết được là chiều của đường sức sẽ là chiều từ cực nam của kim nam châm đến cực bắc dọc theo kim nam châm đúng không ạ? Vậy nên đường sức ở đây sẽ có chiều như hình vẽ. Ta đã xác định được là ở đầu B các đường sức đang đi ra khỏi nó nên ở đầu B này chính là cực gì ạ? À đúng rồi, đầu B này chính là cực bắc. Còn đầu A, các đường sức đi vào. Thì ở đầu A này chính là cực nam của ống dây dẫn có dòng điện chạy qua. Ở ví dụ thứ nhất này là ví dụ chúng ta đơn thuần là áp dụng cái quy tắc chiều của đường sức sẽ là đi vào cực nam và đi ra khỏi cực bắc. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang ví dụ tiếp theo để có thể là vận dụng được cái quy tắc bàn tay phải. Các em hãy quan sát cho cô ví dụ thứ hai. Trên hình vẽ này có một kim nam châm đã bị vẽ sai chiều. Các em hãy chỉ ra đó là cái kim nam châm nào và vẽ lại cho đúng. Dùng quy tắc nắm tay phải xác định chiều dòng điện chạy qua các vòng dây thì ở ví dụ thứ hai này người ta yêu cầu chúng ta phải thực hiện hai yêu cầu đúng không ạ? Yêu cầu thứ nhất là xác định cái kim nam châm đã đặt sai so với cái chiều đúng của nó. Và uh, yêu cầu thứ hai là yêu cầu chúng ta xác định chiều của dòng điện. Thì bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái yêu cầu đầu tiên thì để có thể xác định được chính xác chiều của um, kim nam châm thì cô sẽ vẽ các đường sức từ dọc theo các kim nam châm này. Kim 500 số 4 sẽ nằm trên là đường sức xuyên qua lòng ống dây. 500 số 1 cũng như vậy. Tiếp theo các 503 này, 2 thì nằm trên cái đường sức và bên ngoài của ống dây. Và 500 số 5 cũng như vậy. Thì nhìn vào đây, đối với trường hợp là kim châm thứ tư ta thấy nó đang có chiều. Ta sẽ xác định chiều là theo chiều từ cực Nam này của kim nam châm ra khỏi cực Bắc thì ta sẽ xác định như trên. Đây đúng rồi ạ. Đây cũng ra thì đây cũng phải là ra đúng không ạ? Đây là đang đi từ cực Nam của kim nam châm đến cực Bắc này, Nam đến Bắc thì đúng rồi. Đi vào trong. Số 1 cũng đúng vì nó đang có chiều là đi từ cực nam đến cực bắc của kim nam châm. Đến đây đi ra này. Đến đây này. đi vào. em để ý cho cô với kim nam châm số 5. Lẽ ra do đường sức tài đang có chiều đi ra khỏi cái cực phía đây, phía bên bắc này đúng không ạ? Phía bên B đi đến nó thì ở cái Kim 500 số 5 này nó lại ngược lại so với chiều đúng của đường sức. Tức là đường sức đang lại là đi từ cực Bắc ra khỏi cực Nam. Như vậy là đang sai với cái quy tắc mà chúng ta đã quy ước ban đầu. Vậy nên kim năm xâm sai chính là kim 500 số 5. Và muốn có thể ra được chiều đúng của nó chúng ta sẽ đổi như sau. thì chúng ta sẽ tô lại. Đây là nó phải là đi từ cực nam này đi ra cực bắc. Thì nó phải có chiều như hình vẽ của cô. Được chưa ạ? Thì các em có một cái cách rất là đơn giản để có thể xác định chiều của đường sức thông qua việc là chúng ta sử dụng Bắc kim nam châm là các em hãy tưởng tượng những cái đầu nào là đầu đỏ của kim nam châm thì nó tương ứng với cái chiều mũi tên đây, thì như vậy chúng ta sẽ xác định dễ dàng hơn đúng không nào? Trong trường hợp này đầu đỏ như này đang ngược với cái chiều đúng của đường sức nên như vậy là sai. Chúng ta chọn được đáp án là đáp án số 5. Tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái quy tắc bàn tay phải để xác định chiều dòng điện. Cô sẽ đặt bàn tay phải. Đây ạ. Sao cho cái chiều từ chiều ngón tay cái của cô đi theo chiều của đường sức trong lòng ống dây. Tại vì trong bài này người ta không cho chiều dòng điện mà người ta cho chiều của đường sức thì ta sẽ dùng đặt tay theo chiều đường sức trước và chiều từ cổ tay đến ngón tay sẽ chỉ chiều của dòng điện và chiều dòng điện đang có xu hướng là đi xuống đúng không nào? Vậy nên ở đây sẽ là những cái mũi tên đi xuống. Vậy là chúng ta đã có thể xác định được chiều của dòng điện. Trong cái trường hợp dây dẫn của chúng ta được nối với một cái nguồn giả sử được nối với nguồn thì các em có thể xác định được đâu là cực âm, đâu là cực dương của nguồn hay không? Ta lại nhớ đến cái quy tắc về chiều dòng điện. Chiều dòng điện sẽ là chiều đi ra khỏi bản cực dương và đi vào bản cực âm đúng không nào? Đây là dòng điện đang đi vào thì phía bên này sẽ là cực âm và phía bên này là cực dương rồi. bài tập số 2 này đòi hỏi chúng ta cần phải sử dụng thật là thành thạo cái quy tắc bàn tay, à, nắm tay phải để chúng ta có thể giải quyết được. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang ví dụ thứ ba. bây giờ chúng ta sẽ đến với ví dụ thứ 3. Ở ví dụ thứ ba này, người ta lại cho biết chiều của dòng điện qua các ống, qua các vòng dây và yêu cầu là chúng ta sẽ vận dụng cái quy tắc nắm tay phải để xác định tên các từ cực của ống dây. Các em hãy quan sát cho cô, đây cô đã viết được cái sơ đồ để chúng ta có thể làm dạng toán này. Ví dụ như đầu bài, ở bài trước người ta cho biết là từ cực của ống dây và yêu cầu chúng ta xác định chiều dòng điện đúng không nào? Thì chúng ta sẽ có các bước làm như sau. Nếu cho biết từ cực của ống dây, ta vận dụng quy tắc là ra bắc vào nam để xác định chiều của đường sức. Khi đã xác định được chiều của đường sức thì các em hãy vận dụng quy tắc bàn tay phải để xác định chiều của dòng điện. Còn trong trường hợp mà đầu bài cho chiều dòng điện yêu cầu xác định từ cực của ống dây thì chúng ta sẽ làm ngược lại. Từ chiều dòng điện, vận dụng quy tắc bàn tay phải để xác định chiều của đường sức. Từ chiều đường sức, vận dụng quy tắc ra bắc vào nam để xác định từ cực của ống dây. Được chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ làm lần lượt từng bước một. Bước đầu tiên này, khi đã có chiều của dòng điện, các em hãy vận dụng cho cô, cho cô là quy tắc bàn tay phải. Ta nắm bàn tay phải, sao cho chiều từ cổ tay đến ngón tay chỉ chiều của dòng điện. Dòng điện đang đi lên, nên cô sẽ phải xoay tay sao cho dòng điện của cô có mũi tên đi lên ở bàn tay như thế này. Thì các em thấy rằng ngón cái trãi ra 90 sẽ là chỉ chiều của đường sức. Và đường sức đang có chiều là từ Cực B đi sang phía điểm A đúng không ạ? Cô sẽ minh họa. Chúng ta chỉ cần vẽ một đường để có thể biểu diễn là được. Đây. Khi đã đặt đúng tay, áp dụng quy tắc bàn tay phải, ta thấy được chiều của đường sức như hình vẽ từ B sang A. Tiếp theo, ta sẽ vận dụng quy tắc là ra khỏi cực Bắc đi vào cực Nam đúng không ạ? Đường sức đi vào cực nam. Nên ở phía điểm B này các đường sức đang đi vào. Điểm B sẽ là cực nam, ký hiệu là chữ S. Ở điểm A các đường sức đang đi ra khỏi nó, nên ở điểm A này chính là cực bắc của nam châm, cực bắc của ống dây. Cực bắc ký hiệu là chữ N. Vậy là chúng ta đã xác định được chính xác chiều của cực hai cực là nam và bắc đối với trường hợp là ống dây có dòng điện chạy qua. Các em nắm được cho cô, đây chính là cái những cái bước mà chúng ta có thể làm được cái bài tập tặng này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang ví dụ thứ tư. Ở ví dụ thứ tư, đầu bài yêu cầu như sau. Ví dụ thứ tư này là một ví dụ khá là dài đúng không nào? Một cuộn dây được đặt sao cho trục của nó nằm dọc theo thanh nam châm Đóng công tắc ta thoạt tiên thì người ta thấy thanh nam châm bị đẩy ra xa và đầu bài có hỏi là đầu B của thanh nam châm là cực bắc hay cực nam đây là đầu B đây là đầu A thì đầu tiên là chúng ta biết được chúng ta cần phải xác định xem là điểm quy này nó là cực gì của ống dây thì chúng ta mới biết được tương tác giữa um, từ trường do ống dây tạo ra và từ trường do nam châm tạo ra đúng không nào để làm được bài này bước 1, các em hãy xác định cho cô cực của ống dây. Để xác định được cực của ống dây thì chúng ta cần phải tìm chiều của đường sức. Muốn xác định chiều của đường sức thì các em cần phải xác định cho cô chiều của dòng điện đúng không nào? ở đây giả sử như khóa k bị đóng này thì dòng điện sẽ đi ra khỏi bản cực dương và đi vào bản cực âm vậy nên ở đây sẽ là các mũi tên đi xuống các em có thể thấy ở đây là xuống hết đúng nào rồi sau khi đã xác định được chiều của dòng điện đây là xác định chiều y. Thì chúng ta sẽ vận dụng quy tắc bàn nắm tay phải để xác định chiều của đường sức. Đường sức từ. Và cuối cùng là sẽ xác định cực của ống dây. Bây giờ các em hãy nắm bàn tay phải vào cho cô này. Nắm bàn tay phải, sao cho chiều từ cổ tay đến ngón tay chỉ chiều của dòng điện Đây, dòng điện đang đi xuống. Thì ngón cái trải ra 90 độ chỉ chiều của đường sức. Đường sức sẽ đi ra khỏi phía điểm quy Sau khi chúng ta đã xác định được chiều của đường sức trong lòng ống dây, đúng không nào? Thì các em có thể là xác định được cực của ống dây dựa vào quy tắc đó chính là đường sức sẽ đi ra khỏi cực bắc và đi vào cực nam. Đường sức ở điểm Q đang đi ra, nên ở điểm Q này sẽ là cực bắc. Cực bắc, ký hiệu là chữ N của ống dây. Mà đầu bài cho là ống dây của chúng ta đang đẩy thanh nam châm đi xa đúng không nào? Nên ở phía điểm A này, muốn tác dụng đẩy thì hai nam châm sẽ phải là trái, là cùng cực với nhau đúng không ạ? cùng dấu chúng ta lại nhớ quy tắc là cùng cực thì đẩy khắc cực thì hút tương tác ở đầu bài cho là đang đẩy nhau vậy nên điểm q này và phía điểm a này là đang cùng cực với nhau điểm q là cực bắc vậy nên điểm a sẽ cũng là cực bắc ý hiệu là chữ N. Thanh Nam Châm có đầu A là cực Bắc thì đầu B sẽ phải là cực cực Nam. Ý hiệu là chữ S. Rồi. Vậy thì ở bài này ý A. Chúng ta kết luận được đầu B của Thanh Nam Châm là cực Nam. Đầu B là cực Nam. Rồi tiếp tục ý b thì sao sau đó có hiện tượng gì xảy ra với thanh nam châm thì khi mà ống dây của chúng ta đẩy thanh nam châm đi xa thì đầu, đồng thời thanh nam châm sẽ quay theo cái trục của sợi dây mà nó đã bị treo ở trên đúng không nào và làm cho cực nam sẽ quay lại về phía ống dây và cái đầu cực bắc này sẽ hút cái điểm cực nam của ống dây được chưa? của thanh nam châm thì chúng ta sẽ giải thích như sau. Sau đó thanh nam châm thanh nam châm sẽ quay một góc sao cho cực nam Đi về phía về phía cực bắc của ống dây Để nó thỏa mãn là hai cực trái dấu thì hút nhau các em tưởng tượng là về sau đó thì bên này sẽ là đầu B và bên này là đầu A của thanh nam châm tiếp tục ở ý C nếu ngắt công tắc K thì thanh nam châm sẽ ra sao và giải thích à bây giờ chúng ta lại biết được là khi mà chúng ta ngắt công tắc K đi này thì lúc đó sẽ không có dòng điện chạy qua ống dây đúng không nào vì vậy thì ống dây của chúng ta sẽ không có từ trường để có thể tác dụng một cái lực từ lên cái thanh nam châm đặt gần nó. Khi đó thì thanh nam châm của chúng ta sẽ định hướng theo từ trường của trái đất là định hướng theo cái hướng Bắc Nam ban đầu. Vậy nên ở ý C này là sau khi ngắt công tắc K, thanh nam châm sẽ trở lại vị trí ban đầu. và các em sẽ giải thích tự giải thích cho cô. Vì sao? Vì lúc đó là ống dây không sinh ra từ trường và thanh nam châm chỉ chịu từ trường do trái đất sinh ra và nó định hướng theo hướng bắc nam mà ban đầu nó vẫn được định hướng sẵn. Được chưa? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang ví dụ tiếp theo. Các em hãy cùng cô chuyển sang bài tập tiếp theo đó chính là ví dụ thứ 5. các đường sức từ ở trong lòng một ống dây có dòng điện một chiều chạy qua thì có những đặc điểm gì a là những đường thẳng song song cách đều nhau và vuông góc với trục của ống dây b là những vòng tròn cách đều nhau có tâm nằm trên trục của ống dây và c là những đường thẳng song song cách đều nhau và hướng từ cực bắc đến cực nam của ống dây D là những đường thẳng song song cách đều nhau và hướng từ cực nam đến cực bắc của ống dây. Thì để làm được bài này thì chúng ta sẽ mô phỏng lại. Đây giả sử cô có một ống dây. Được quấn như trên. Được chưa? thì chúng ta thấy được đó chính là các đường sức trong lòng ống dây là những đường thẳng song song và cách đều nhau và nó nằm dọc theo ống dây. Vậy nên ở câu A này chính là không chính xác này, câu B cũng không chính xác. Còn câu C và câu D thì chúng ta cần phải xác định xem nó có chiều như thế nào. Ta đã biết là các đường sức sẽ có chiều là ra bắc vào nam đúng không nào? Giả sử như trong trường hợp này các đường sức của cô đang đi vào đi ra ra bắc vào nam nên ở phía bên này sẽ là cực bắc và phía bên này là cực nam thì chiều của các đường sức cũng như vậy Đấy. các em có thể thấy là các đường sức trong lòng ống dây này nó đang đi từ cực gì ạ cực S này là cực nam và nó đi đến cực bắc của ống dây đúng không nào thì chúng ta quan tâm đến cái thành phần là đường sức phía bên trong nhá đây có phải là đi từ cực nam đến cực bắc không nên ở ví dụ thứ năm này chúng ta sẽ chọn đáp án là đáp án D và trên đây cũng chính là toàn bộ những cái bài tập liên quan đến chủ đề là từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua. Thì qua bài học này các em cần nắm được cho cô những nội dung gì? Thứ nhất, các em nắm được cho cô cái hình dạng từ trường à đường sức từ do cái ống dây có dòng điện chạy qua gây nên thì nó có dạng đó chính là bên ngoài thì đường sức sẽ có dạng là những cái đường cong khép kín, còn bên trong lòng ống dây thì là những cái đường thẳng song song và cách đều nhau và đường sức thì cũng tuân theo cái quy tắc đó chính là đi vào cực nam và đi ra khỏi cực bắc, được chưa? Và nội dung thứ hai mà chúng ta cần phải nắm được đó chính là quy tắc nắm tay phải để có thể xác định được cực của ống dây khi mà người ta cho chiều của dòng điện. Và các em hãy vận dụng cho cô những cái kiến thức đó để giải quyết một số bài tập sau đây. Đây là bài thứ nhất. Người ta hỏi, người ta cho hình vẽ này. Có một ống dây có dòng điện chạy qua và có các kim nam châm thử. Người ta hỏi, ở ý A, cực nào của kim nam châm trong hình A hướng về đầu B của cuộn dây điện? Và ở ý B, hãy xác định chiều của dòng điện chạy qua trong cuộn dây ở hình B và người ta cho biết được cực của kim nam châm thử đặt ở gần nó. Và bài tập thứ hai như sau. bài tập thứ hai là cuộn dây của một nam châm điện được nối với một nguồn điện mà tên của cực của nguồn điện chưa biết và người ta yêu cầu chúng ta cần phải xác định chính xác cái cực dương và cực âm của cái nguồn điện này khi biết được các cực của ống dây thì chúng ta cũng vận dụng cái quy tắc nắm tay phải để có thể làm được bài tập thứ hai này và trên đây là toàn bộ những cái kiến thức liên quan đến từ trường do ống dây có dòng điện chạy qua. Và cô mong rằng những kiến thức mà cô chia sẻ với các em là sẽ góp ích cho các em trong việc là giải quyết các bài tập liên quan đến chủ đề này. Và bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại tất cả các em trong các bài giảng tiếp theo.